đầy 3 cốc đi đã. Múc đầy 3 cốc đi. Múc chậm thôi. Đổ hết ra ngoài rồi. Ui. Trời ơi. Thôi ra hết ngoài rồi, chưa được vào cốc rồi. Có phải múc vào trong cốc mà. Bây giờ con cầm một trong ba cốc đấy đổ vào trong giọng nước đi.